Nhưng mà một số cái đấy không sửa được lỗi. tạo ra một cái sửa lỗi Nó phải sửa từ bên mấy đứt chứ, nó phải sửa từ bên lỗi của bên 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 bản bên đài các thứ nữa. Biến về là nó cả biến map bị về nó lag nhảy đấy. cả mắt lại Tất cả thằng nào cũng bị lag luôn. Nó biến về thì nó đứng yên nên nó không cảm nhận được cái lag, còn nó biến về bình thường thì không sao nhưng mà nó cứ nhanh 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 được đánh giải cấm được khi nào lag lắm mày. Cho thằng máy nhảy hết luôn. Mới đánh được con lag nhảy hết chơi bằng game. Kể cả máy chơi tầm 15 thì mới ra cho cái đồ chết phải vô sân kia cái gì mà khó lắm. không mua được cái máy Bộ thứ sofa hạng, lên để cắm bếp mà. máy thứ hạng máy Ở đâu đấy? đâu phải muốn là có đâu trời. Thế cái đấy lỗi lâu rồi, Cái bộ sofa trông rõ là sang trọng. Nó nháy cả đồng đội lẫn đồng địch lát hết loạt, kiểu nhiều lúc mà nó kiểu nó đứng ở cái đàn ấy mà tin giao tranh ấy, team mình mà giao tranh thua là đứng cái đàn nó nháy ra một lúc. Team mình biết đứng nhìn thôi chứ làm được cái gì nữa đâu. Quang chiêu thì bị delay rồi cay. Tính ra cái siêu việt của Nắp cũng đắt phết đấy chứ. Chứ để 1 năm ấy. Xin về 1 năm nhưng mà cái đấy chú mua sổ sứ mệnh liên tục là có mà. Nhưng mà lâu phết, sổ sứ mệnh nó cho có mấy cái Đúng. về sau nâng tận chín mấy trăm mấy đấy. Tôi đang định nâng lên 5 mà tôi vẫn chưa đủ đây. Làm bao nhiêu một sổ rồi. Anh gì gì? Đúng đúng. Lửa giá thì cho vào phòng tôi ở cái ê, nhanh nhanh còn đọc tên này chờ toàn mấy cái súng củi này rồi dùng đàn chi Vector pha mắt 3 vạch 2 vạch này Sorry mọi người nha, mình nãy giờ mình bận nhiều việc quá, mình không tập trung chơi game được, giờ mình sẽ đến lúc mình đánh lại trả em coi như món quà dành cho mọi người nha. Giờ mà mình quay ra nghiệp hỏa phát lại như buồn lắm nhỉ. Một cái gì đấy đơn giản nó sẽ trở thành một món quà đơn giản. Nó chuyển hay rồi chuyển sang bên này được mà. Ok nha. Long Hải đúng không? ID Long Hải đúng không? Hải. Có Bích Hải à? 2S à? 7S. Bà. Cùng. 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 Cùng.
thư phun các bạn không sợ. Thế thì mình lại trở thành Bad Ari à? Chơi nhanh phết. Tinh đã chuẩn bị máy để vào hả? Chơi ID. Chết rồi, chết ngắt rồi. Ok nha. Ui, mình chơi chơi tôi một kỹ năng. Cái này gọi là kỹ năng. Ok nha, mà mình sẽ đợi mình xíu nha mọi người, em sẽ làm một chút việc nha. Ok. Ok nha. Mình sẽ tìm một trận đấu mới nha. Được thôi. Vẫn phải kiên trì quay đấy mọi người. Mặc dù là mình rất là lười. Tiếng được thêm tiếng tốt rồi. Thế là máy mà. Ok nha. Mình đang có 100 con hi rồi, giờ chỉ có thêm 200 nữa là đủ rồi. Chị luôn. Nhưng mà từ từ nha, mình cần check lại sự kiện. Bởi vì sự kiện hiện tại nó có sự kiện nào không ấy, mình không nhớ. Sự kiện nào nó xuất hiện vào cuối tháng hay đầu tháng. Dạ. Qua bảng này là rác ấy. Thì Đức. Hết đi. Nhìn quả là Violet thì bên bệnh thần này. Theo Anat thần sứ Fritz 3S hết này. Này cái 3S này. Còn một bàn dưới 3S nốt đây. Nick toàn 3S nha. Trời. Thì Đức nhìn kích thôi. Úi dưới một chút. Từ nhá mọi người đợi mình xíu. Bất cứ gì bất cứ gì đi
Như nào thì như nào có hiệu quả nhỉ? Cú đi. Ok nha. Chịu rồi, hết game chịu rồi. Đéo thời bộ được con này. Nick 2 ta, mình nhớ lại xem nào. Không phải con người. Mày làm gì làm gì tao chán rồi. Thứ ta cần làm một đầu của địch. Người trước tiên đẩy xíu ha. Xin nhớ này, xin nhớ. Head there. Joy. Phải tốt một dầm đổi in Airy thì mình lại chơi nhiều Airy nhá. No, mình đổi chơi Airy lắm. Chán rồi. Yeah.
need equipment. Okay.
Tôi đi mẹ. Mai, đéo để ý sự kiện rồi. Tôi dùng nhầm vẽ bùa vô sự kiện cũ. Dùng cái gì cơ? Dùng vẽ bùa vô sự kiện của tháng trước. Cái lồn má nó. À, lỗ nặng rồi. Triple kill. Trăm cái đổi lại được còn có 50 cái. Đều để ý. Trời ơi. Tích góp bao nhiêu ngày tháng của tôi. Đang định lấy để đổi skin ok nha. Lỗ nặng luôn rồi. Chơi ngu rồi. Mình đã vào dự kiện này rồi anh em ơi, sorry anh em nha, mình sẽ tìm một trận đấu mới nhá. Mình nạp thêm vào mình. Ôi 39 con Huy này. Một xương skin bậc A này. Ok nha, tìm trận đấu mới liền nha mọi người. Lỗ to rồi. Lỗ quay nhà vô đâu.
mọi người. Đi tông 200 bậc S. Cái sao tự dưng em vẽ bùa nhầm sự kiện. Nó là của cái tháng trước, tức là tất tháng nó sẽ đổi mảnh ấy. Tức là ba cái của tháng trước lên một bằng một cái của tháng này. Thế là em đốt hết một phát vào cái sự kiện của tháng trước, em không để ý. Em phải đốt đi chứ không. Dạ, ý của em là em phải dùng hết đấy anh. Còn tức là của tháng này là sự kiện của tháng này, nó chưa ra. Vấn đề là nó chưa ra sự kiện của tháng này, em tưởng là đến nó ra rồi. Em mình đốt thêm của tháng này, à quà à sự kiện của tháng trước rồi. Là quà tháng này nó chưa ra. À, đéo để ý cái phần thông tin. Đã vậy nó còn để cái tên là chúc mừng năm mới cơ. Méo biết là của năm nào. Chị ơi. Chúc mừng năm mới 2024. Nó để thế thì bố ai biết được. Tại cái sự kiện đấy nó đúng vào cái đợt dịp Tết nữa, nên nó để luôn à, dịp hết năm nữa, thì nó để luôn chúc mừng năm mới. Thế lỗ nặng rồi. Gặp một cái thuê rồi. Tự dưng lỗ chứ, ảo ma thật sự chứ. Cay, cay á. Lỗ hơi chát nha, cái ca này hơi chát nha. Cũng mấy trăm nghìn rồi đấy chứ. Đổi ra mấy trăm nghìn nữa đấy. Team mình không phải tiền nạp nhưng mà cắt hết. Bù lại được 7 cái tê sắt. À, cú thật. 22 cái tê sắt ở đợi sự tê sắt các thứ ra là xả luôn. Xong này, đây thì là 100 nữa. Lỗ phí quá đi à. Lên đi rác nó biết hay làm gì, con hay lên ép trụ sao được. Hay lên là tướng ấy mà bảo kê bình thường mà. Đây là tướng bình thường thôi. Thanks. Trời ơi. Thôi chịu rồi. Đen thế này thì chịu rồi. Trời. Mình đi tông 200 rồi biết một bậc S rồi. Nó đổi lại cho được mấy cái skin kia. Trời. Nhưng mà no, thì đấy là thứ không cần thiết. Từ từ nha anh em, tôi sẽ chơi nốt trận này thôi nha. Bây giờ rồi. Ok, thôi chơi nốt trận này nha. Nốt trận này rồi mình sẽ nghỉ nhá. Hôm nay mình nghĩ là như thế là có đủ một ngày. Quá nhiều. Tương lai nghỉ Tết chỉ đến thế thôi. Thế là cái kênh kia là không đăng gì nữa anh Đức. Thế là còn mỗi một kênh đúng không? Để em cắt cho nó sẽ chuẩn. 70 video là đủ. Ở đâu? 80 đi. Thì cho là 80 cái đi. Đủ. Nên anh sắt còn 40 nữa là đủ. Sao nhỉ? Ơ thì nhỉ?
Thôi bây giờ là ông không còn lấy gì của tôi hết đúng không? Được, thế rồi. Không còn, không đăng của bất kỳ kênh nào. Thế rồi, tôi lấy The First đủ rồi. The First rồi này. Còn cái Family đúng không? Family. Family thiếu 4 chục à? Đấy, cách lấy The First về nước trước. À nhầm, lấy cho mai quay phát 8 tiếng. Mai thì quay được. Không có sử dụng cái